vì sao vẫn chưa thể bắt giam vợ chồng 7 Phúc như đồn đoán. Gần đây trên mạng xã hội lại nổi lên các đồn đoán về việc cựu chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, việc khởi tố bắt giam ông Phúc có ảnh hưởng đến hệ thống chính trị của cả chế độ này. Trong khi đó, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ ông Mai Tiến Dũng, người bị xét xử với tội danh nhận hối lộ 200 triệu đồng trong đại án Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến các sai phạm đất đai ở tỉnh Lâm Đồng, đã khai với cơ quan điều tra rằng ông được lãnh đạo chính phủ giao chỉ thị yêu cầu giải quyết theo đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Điều đó đã khiến ông Dũng không có cách nào khác đành phải ký phê duyệt. Cho dù ông Mai Tiến Dũng khai với cơ quan điều tra như kể trên, nhưng không nói rõ lãnh đạo chính phủ đưa ra yêu cầu đó là ai. Nhưng trong giai đoạn xảy ra vụ án, cấp trên cao nhất của ông Dũng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên báo chí nhà nước công khai việc ông Mai Tiến Dũng không tự ý phê duyệt mà có nhận chỉ đạo của cấp trên. Việc báo chí nhà nước công khai vụ việc kể trên có liên quan gì đến cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay không đang là câu hỏi được dư luận đặt ra và mong muốn có câu trả lời sớm nhất. Trước đây chưa lâu, nguồn tin nội bộ đã cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là bà Trần Thị Nguyệt Thu sắp tới có thể bị khởi tố tội danh nhận hối lộ và rửa tiền cho chùm Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trên mạng xã hội cũng có rất nhiều ý kiến khẳng định cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không được hưởng ưu đãi bất khả xâm phạm như các tứ trụ đã hạ cánh an toàn trong thời gian trước đây. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, những biểu hiện gần đây đã cho thấy cơ quan điều tra của Bộ Công an đang gấp rút củng cố, bổ sung thêm các chứng cứ để có thể quyết định khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nắm được chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, thì dường như lập tức đã có những tin đồn đoán của giới thạo tin cho hay mối quan hệ bằng mặt và không bằng lòng giữa ông 7 Phúc và lực lượng an ninh tình báo của Bộ Công an mà ông Tô Lâm đóng vai trò chính đã lên đến đỉnh điểm. Theo đó, tướng Nguyễn Văn Hưởng, thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm, đã từng là thề bắt bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Điều đó vừa để trên cho thấy có liên quan đến vụ án đại tá Nguyễn Duy Linh là con trai của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã bị ông 7 Phúc chỉ đạo tướng Trần Văn Vệ xử lý bắt giam cho bằng được. Đầu năm 2023, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải thôi chức vì liên quan đến đồn đoán cho rằng vợ của ông là trùm cuối của đại án Việt Á. Tuy nhiên, vào lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ bị mất chức, chứ không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Điều này càng cho thấy các nhân vật lãnh đạo tứ trụ là vùng cấm bất khả xâm phạm và luật pháp không được phép đụng chạm tới. Tuy nhiên, cũng có các đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tìm mọi cách để đem ông Nguyễn Xuân Phúc ra xét xử. Không chỉ để rửa hận cho tướng Hưởng mà mục đích là để dằn mặt tất cả những lãnh đạo khác trong đảng, kể cả các lãnh đạo thuộc hàng tứ trụ. Đây là điều hoàn toàn không dễ dàng với ông Tô Lâm, nhất là tại thời điểm hiện nay khi ông đã và đang phải đối mặt với sự phản kháng từ các cá nhân và phe nhóm trong Đảng Cộng sản. Có lẽ đây là lý do việc khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn thế nữa, nếu xử lý cả ông Phúc và phu nhân thì sẽ là một cơn địa chấn mà chính trường Việt Nam chưa thể chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao vẫn chưa thể bắt giam vợ chồng 7 Phúc như đồn đoán. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp gặp các cựu lãnh đạo để giải quyết vấn đề gì cho đại hội lần thứ 14. Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm bị ép phải nhường lại ghế chủ tịch nước cho đại tướng Lương Cường, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới quyền lực của ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, với sự vượt lên của ông Lương Cường từ vị trí số 5 sau 4 tứ trụ, chủ tịch nước Lương Cường đã nhanh chóng vượt lên vị trí số 2 và tỏ ra ngang ngửa với ông Tô Lâm về mặt quyền lực. Dù rằng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn là người đứng đầu trong đảng, nhưng trên thực tế cho thấy đã và đang xuất hiện những hạn chế đáng kể trong công cuộc cải cách đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.
Vào ngày 6 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm tổ chức gặp mặt các cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu để lấy ý kiến cho các vấn đề liên quan đến nhân sự, cũng như văn kiện của Đại hội Đảng 14 sắp tới. Đây là lần thứ hai ông Tô Lâm chủ trì cuộc gặp với các cựu lãnh đạo, lần trước là vào ngày 15 tháng 8, 2 tuần sau khi ông được bầu làm Tổng Bí thư. Tham dự buổi gặp có Tổng Bí thư Tô Lâm, còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Thủ tướng Phạm Minh Chính vắng mặt với lý do đang công du Trung Quốc. Tham dự hội nghị có đầy đủ các lãnh đạo tiền nhiệm như ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng. Đáng chú ý, thành phần các cựu lãnh đạo đã bị mất chức trong khóa 13 trước khi ông Tô Lâm đến nắm chức Tổng Bí thư đã không có mặt. Theo giới thạo tin, việc ông Tô Lâm thường xuyên gặp các cựu lãnh đạo Đảng để xin ý kiến, ngoài lý do Tổng Bí thư Tô Lâm muốn chứng minh bản thân vẫn kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội như người tiền nhiệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng lý do chính là ông Tô Lâm đang cố gắng vận động để dành sự ủng hộ cho một suất trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, truyền thông nhà nước khá quan tâm đến chuyện của gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là những biểu hiện được cho là đã từng diễn ra vào năm 2015 trước Đại hội Đảng lần thứ 12 trong chiến dịch hạ bệ ông Ba Dũng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, các diễn đàn, lực lượng dư luận viên đã và đang lan truyền các tin tức bất lợi cho Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông, như việc vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Nguyễn Bảo Hoàng là con gái và con rể của ông Ba Dũng nằm trong số những thành phần của hội đồng sáng lập trường đại học Fulbright Việt Nam. Đây là lý do trước chuyến công du của ông Tô Lâm, câu chuyện đại học Fulbright Việt Nam bị các phe đối địch với ông Tô Lâm và cả những phe không muốn Việt Nam lại gần Mỹ đã thổi bùng lên. Hay câu chuyện Nguyễn Bảo Hoàng, con rể cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ đầu tư vào đội túc cầu mới của Los Angeles với tư cách là đối tác nắm giữ cổ phần đa số. Kể cả các câu chuyện lùm xùm với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai của ông Ba Dũng cũng bị xới lại. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên gặp gỡ cựu lãnh đạo được cho là nằm trong tính toán để giải quyết các vấn đề làm sao có thể nhận được sự ủng hộ từ các ủy viên trung ương nằm trong sự kiểm soát của các cựu lãnh đạo, để có thể lấy đủ phiếu bầu trong đảng, ủng hộ ông Tô Lâm là trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Dẫu rằng ông Tô Lâm đang trong vai trò Tổng Bí thư, theo thông lệ đó là vấn đề đương nhiên. Điều này cho thấy ông Tô Lâm đã và đang cảm nhận được những cơn sóng ngầm từ sự phản ứng của các cá nhân, các phe cánh, chống đối trong chính trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp gặp các cựu lãnh đạo để giải quyết vấn đề gì cho đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de